Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới, em cũng kính chúc toàn thể cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và Sài Gòn hôm nay là chiều 28 Tết, bây giờ là 4:30. Và hôm nay chúng ta có mặt ở đây là đường Nguyễn Thị Thập, theo thẳng hướng cao ra chính là chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Hữu Thọ, khu Him Lam. Rồi nếu mà quẹo trái đường Nguyễn Hữu Thọ, chúng ta sẽ đi về Nhà Bè, quẹo phải đi về quận 4, quận nhất. Và sau lưng chúng ta có một cái ngã ba, chính là ngã ba Lâm Văn Bền, đi vào khu cư xá ngân hàng bên cánh trái. Và trong đó có một ngôi chợ nữa, đó là chợ cư xá ngân hàng. Nhưng mà hôm nay chúng ta không có đi chợ cư xá ngân hàng, mà thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, em cũng tranh thủ chúng ta sắp xếp thời gian mình đi qua ngôi chợ, một ngôi chợ rất là đặc biệt. Lần đầu tiên em đến luôn, đó là ngôi chợ chiều, chợ chiều Mai Văn Vĩnh. Và video clip được thực hiện bởi sự yêu cầu của cô chú anh chị Thúy Diễm, muốn nhìn lại một cái nơi xưa, đó là chợ chiều Mai Văn Vĩnh và giao với con đường số 37. Và vì một lý do gì đó chúng ta chưa có dịp về Sài Gòn, thì hôm nay thông qua video clip này em cũng hy vọng là sẽ gửi Sài Gòn đến gần hơn với các cô chú anh chị và các bạn. Và chúng ta đang đứng đây là ngay một cái ngày xưa là cái cây cầu nhỏ nhỏ đó, bắc qua một cái con rạch. Con rạch này sẽ thông vào cái hồ, một cái hồ nước rất là lớn ở trong cái khu cư xá ngân hàng này, người ta gọi là ao cá bắc hồ đó. Nhưng mà ngày nay thì có rất nhiều quán cà phê xung quanh cái ao cá này. Chúng ta thấy con rạch nè, nhìn cảnh thơ mộng, rất là nhớ Việt Nam, rất là nhớ Sài Gòn với những hình ảnh những con rạch, những con kênh nhỏ nhỏ đi vào những cái xóm nhỏ. Và do là những cái ngày Tết thì có rất là nhiều cái video, rất là nhiều sự kiện, nên thành ra những cái hình ảnh này có lẽ khi mà các anh chị và các bạn xem thì có lẽ những sự kiện về những ngày Tết cũng đã giảm nhiệt bớt rồi. Nhưng mà em cũng hy vọng là gửi một chút gì đó thương thương nhớ nhớ của Sài Gòn ngày nay gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Mong bà con thông cảm nha. Nhưng mà dù sao thì những hình ảnh này cũng rất là thực tế. Và chúng ta đi tới phía trước, đó là con đường Mai Văn Vĩnh, ngôi chợ chiều. Theo em tìm hiểu và biết được thì con đường Mai Văn Vĩnh chúng ta sẽ đi một đoạn thì có ngôi chợ. Mình sẽ quẹo phải nha, nếu đi thẳng thì sẽ đến khu Him Lam, đường Nguyễn Hữu Thọ. Mình quẹo phải thì sẽ đi vào con đường Mai Văn Vĩnh nè, một trong những con đường mà rất là mới ở Sài Gòn, quận 7 Sài Gòn này. Ngày xưa thì em cũng hay đi những con đường này, nhưng mà hồi xưa những con đường này nó không có rộng lớn, không có sạch đẹp như thế này. Và song song con đường này thì có đường Lâm Văn Bền, rồi bên hai nhánh của con đường Mai Văn Vĩnh này thì có những cái con đường số đi thông đến những con đường Lâm Văn Bền luôn. Đang thấy cái con rạch nhỏ nhỏ nè. Thì những con đường số là một trong những con đường mới sau này đó. Hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng Sài Gòn bằng xe máy nha. Rồi đến chợ thì nếu mà có chỗ gửi xe thì em sẽ gửi xe đi bộ một vòng, còn không thì cô chú anh chị thông cảm ha. Chúng ta cùng đi xe máy, cùng nhìn ngắm phố phường cho nó rõ hơn, cho nó nhiều hơn. Bên đây là giao lộ đường số 53, ở đây bán rất là nhiều bưởi nè.
Đợi anh tí, đó là giao lộ đường số 501. Những con đường ở đây rất là vắng và là mát mẻ, rất là thích, yên tĩnh nữa. Vào những ngày này thì những người làm việc ở Sài Gòn thì họ đi về quê hết rồi, nên thành ra chúng ta thấy những hình ảnh này rất là vắng, rất là trống trải nè. Hàng quán thì đóng cửa. Và đây là giao lộ đường số 49 với lại Mai Văn Vĩnh. Tôi thấy con đường nào cũng trống trải ra. Những hình ảnh này vắng vẻ trống trải rất là thích. Nhưng mà bên cạnh đó thì những người buôn bán thì họ sẽ không bán được. Mặc dù rất là thích nhưng mà không có thu nhập, bán khó. Không có các anh chị ở các tỉnh khác vào Sài Gòn thì có lẽ Sài Gòn sẽ không tạo nên một thành phố phồn hoa đông đúc tấp nập thế này đâu. Và đây là đường số giao lộ đường số 45. Chúng ta đi tới một tí nữa nha. Nếu mà các anh chị bạn bạn đã lâu rồi không về Sài Gòn thì chắc có lẽ những hình ảnh này sẽ rất là xa lạ, vì những cái cây này cũng mới trồng nè, những ngôi nhà này cũng mới xây nè. Qua những video clip em thực hiện, nếu mà có những thông tin hay là hình ảnh nó thiếu sót về chất lượng thì cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Nhưng mà dù sao thì những hình ảnh này rất là thực tế. Ở đây là chúng ta đến đây là giao lộ đường số 37 và Mai Văn Vĩnh đây nè. Ngay góc này em thấy có quán cà phê rất là lớn, rất là mát mẻ nè. Bắt đầu mình đi vô khu chợ rồi đó. Ở đây có bán dưa hấu nè. Bên kia là, đây là giao lộ Mai Văn Vĩnh và đường số 37. Không biết nhà của cô chị là nhà nào hả? Ở đây có bán chè, chè Bích Trâm. Đây thì bán dưa hấu, bên kia nữa là chợ rồi nè. Chúng ta sẽ chạy một vòng đường 37 này xem sao. Kế bên thì bán quần áo nè, quần áo đồ si, đồ mới cũng có. Mình sẽ đi một đoạn rồi chúng ta sẽ quành trở lại nha. Không biết ngôi chợ này có bán gì đặc biệt đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thôi. Đó, nãy mình nhìn bên đây, giờ mình nhìn bên kia nè. Lúc nãy mình đứng ngay góc bên cánh trái thì bây giờ mình đứng ngay đây để các anh chị xem rõ hơn những hình ảnh bên kia nè. Mình sẽ qua bên đây đường luôn. Ở đây bán bún riêu rồi nước mía, chè. Chậm thôi, ở đây có bán bún riêu. Những hình ảnh ở quê nhà. Chúng ta
chúng ta sẽ chạy một đoạn rồi mình sẽ vòng trở lại nữa nha. Những cái nhà ở đây thì rất là có giá. Một ngôi nhà có diện tích khoảng 3 mét, 3,5 mét, 4 mét, sâu 20 mét thì cũng có giá khoảng gần cả 10 tỷ. Nghĩa là ngôi nhà khoảng 80 mét vuông thôi, xây 4 lầu thôi, rất là đẹp. Mình thấy ngôi nhà này nè, nhà này mới xây nè. Ngôi nhà này không có giá dưới 7 tỷ đâu ha. Nhìn rất là đẹp luôn. Rồi và chợ Tết ở con đường Mai Văn Chỉnh này, chợ chiều này không biết như thế nào đây, chúng ta sẽ quẹo trái nha. Hồi nãy giờ mình đi 3 góc rồi, giờ mình đi thêm một góc nữa. Dù sự kiện nó qua nhưng mà mình có những hình ảnh để mình ôn lại, mình cập nhật cái không khí Tết ở Sài Gòn, ở xóm chợ chiều này cho nó đỡ buồn. Một ngày đi làm về mình bật TV lên và mở Vinh Lâm TV, ngồi lên máy massage, mở máy hot hoặc máy lạnh lên, chúng ta sẽ thấy những hình ảnh quê nhà rất là thân thương. Ở đây bán trái cây nè, hôm nay 29 Tết nhưng mà thấy sức mua có lẽ không có không có nhiều lắm. Do hầu hết người ta đi về quê rồi đó. Bên đây là đường số 17. Đường số 17 nè, song song với đường số 37. Mình sẽ đi một vòng vô chợ thế nào ha. Năm nay thì hầu hết các gia đình đều ăn Tết đơn giản thôi. Ở nhà em cũng vậy ha, mua một chút thịt, một chút trứng, rồi bánh chưng thì ở nhà 3 gói, rồi một chút cây bông, cây hoa cho nó có không khí 3 ngày xuân. Và đây là đường số 29. Đi vô một khu xóm ở chợ chiều, và hình như cái chợ chiều này không có nhà lồng chợ. Khu xóm vắng vẻ. Chúng ta đi ngược nắng, ngược nắng nên thành ra cái camera nó bị chói. Nếu mà video có vấn đề âm thanh hình ảnh thì cô chú anh chị và bạn thông cảm nha, do là bây giờ camera thì nó được cái này nó mất cái kia, nó không có trọn vẹn nhu cầu chúng ta. Nếu mà trọn vẹn nhu cầu chúng ta thì hoàn cảnh lại không cho phép. Mình muốn quay đẹp nhưng mà nhiều khi diễn viên này nọ, rồi nói chung là hoàn cảnh. Nhưng mà dù sao thì những hình ảnh này nó rất là thực tế, không gì là câu view cả. Nếu mà trong quá trình thực hiện video thì có những thông tin sai sót hay là thiếu sót, tôi với anh chị bạn thông cảm nha, cho em xin cái comment để em có thể khắc phục và bổ sung thêm. Nhân đây em cũng xin cảm ơn đến toàn thể của chú anh chị và các bạn đã luôn nhiệt tình ủng hộ kênh Vinh Lâm TV và theo dõi những sự kiện ở Sài Gòn. Và chúng ta quẹo ở đây đường số 17 nè. Lúc nãy mình
đi ở ngã ba đó, người nhìn qua đó. Thì nhìn chung qua chợ này cũng không có lớn, nó có một đoạn nhỏ nhỏ thôi. Ngay góc Nguyễn Thị Thập, ố bên đường 37 với lại Mai Văn Vĩnh. Mình đi tí xíu nữa đến cái đường Mai Văn Vĩnh, rồi chúng ta sẽ quẹo ra đường số 37, rồi mình sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay ở khu chợ chiều Mai Văn Vĩnh ngày 28 Tết. Ủa 28 hay 29 ta? À đi 29. Ngày 29 rồi. Ngày mai là ngày 30 rồi. Đó, ngay đây là ngã ba số đường số 17 và đường Mai Văn Vĩnh nè. Những tiệm trái cây lúc nãy chúng ta xem nè, chúng ta đi ngang qua nãy là bên phải đó, bây giờ là trước mặt nè, ngay góc đường nè. Để lâu lâu tí các anh chị nhìn cho rõ ha. Nếu mà chúng ta lâu rồi mình không có về thì những hình ảnh này sẽ rất là cảm xúc đây. Ở đây ngày nay thì có cái cửa hàng Bách Hóa Xanh bán đầy đủ rau cải, nên những cửa hàng nhỏ nhỏ, những cái sạp của mấy dì mấy chị bán rau sẽ rất là cạnh tranh đây. Rồi chúng ta tiếp tục nha, tiếp tục mình đi đi về. Chiều hôm nay thì chia sẻ với anh chị vài hình ảnh này thôi, sơ sơ vài hình ảnh quê nhà. Đây cửa hàng bán đồ em bé. Quán chè Bích Trâm. Và để thuận tiện cho việc theo dõi video, các anh chị có thể bấm nút đăng ký subscribe, hoặc là nhấn like, hoặc là vô YouTube gõ Vinh Lâm TV, hoặc là vô Google gõ Vinh Lâm TV, hoặc là lên Facebook gõ Vinh Lâm TV là sẽ ra tất cả những hình ảnh ở Sài Gòn ha. Và nhân đây em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi, và chúng ta nói lời chia tay kết thúc video clip tại đây. Và để tiện việc quay những video theo yêu cầu thì hy vọng cô chú anh chị cho em xin cái comment về những địa chỉ, ví dụ số 2 đường A, số nhà số 3 đường số 37 chẳng hạn, ví dụ một địa chỉ cụ thể để khi em thực hiện video clip về ở khu đó nó sẽ chính xác hơn, để tránh trường hợp mà em đi ngang nó rồi, ngang con đường, ví dụ như anh chị comment em ơi đi qua con đường Lâm Văn Vĩnh cho chị xem, nhưng mà em đi qua Lâm Văn Vĩnh một cái camera không thể nào nó nhìn thấy được hai bên cả, nên thành ra sẽ bỏ sót những hình ảnh nào đó, nhưng mà vô tình trong những hình ảnh đó lại là những hình ảnh của chú anh chị muốn nhìn, muốn xem. Và hy vọng các anh chị cho em xin nhiều comment hơn nữa để em có thể tiếp tục thực hiện rất nhiều video về Sài Gòn, gửi bà con cô bác xem chơi cho vui nha. Nếu các anh chị còn ở các tỉnh khác thì chúng ta sẽ
có những hình ảnh để tham khảo khi mà con em mình đi thì đến Sài Gòn để đi học hoặc là đi làm việc. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye của chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt đây là đường số 47 nè, 47 cũng ra là Mai Văn Vĩnh luôn nè. Anh chị thấy khu xóm của chúng ta ngày hôm nay rất là yên bình mát mẻ nè.